Cô Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay đã gần cái Tết rồi, mình xin chia sẻ với các bạn cách để kích hoa cho kiều, hay người ta còn gọi là tứ tiên. Thì trên tay của mình đang chuẩn bị sẵn một giò kiều. Thì muốn kích bông, các bạn nhìn trên cái thân kiều đó các bạn, cái chỗ nào mà cắt mắt của nó mà bắt đầu sưng lên thì mình sẽ tiêm kích kiwi ở những vị trí đó. Thì dụng cụ mình chuẩn bị cần có, thứ nhất là kích kiwi. Ở đây mình đang xài là kích kiwi đỏ ha các bạn. Các bạn có thể là sử dụng ống chích cũng được, mình hút thuốc vô. Ở đây là mình xài cái bình này, mình gắn cái ống chích vô, cái kim vô. Nhưng mà ở nhà đó các bạn có thể là xài ống chích cũng được. Rồi mình cần một vật nhọn, rất là nhọn, nhọn và sắt để mình tiêm vô cây, mình khoan cây cho nó ngọt. Còn nếu như bạn nào mà có sắm bộ đồ nghề khoan luôn thì quá ok luôn. Đây là mình sử dụng một vật nhọn bén để khoan lỗ để tiêm thuốc vô. Và mình sử dụng keo liền da cây. Sau khi mình tiêm thuốc vô, mình để một hồi rồi đã bắt đầu mình bôi cái keo liền da cây này vào cái vết mà khi nãy mình khoan đó, để cho nước rồi nó không có xâm nhập vô. Thì khi mà các bạn tiêm kiwi xong, mình để một hồi rồi mình bôi keo liền da cây xong rồi các bạn cắt nước nó 24 giờ ha các bạn. Thì đây cũng là chỉ là những cái kinh nghiệm mà mình cũng học hỏi được từ nhiều anh chị em, và mình chia sẻ lại cho các bạn. Nếu mà các bạn có những cái cách nào hay hơn thì các bạn có thể comment bên dưới để cho anh chị em vào xem để học hỏi thêm được nhiều cái hay. Thì theo anh chị em chia sẻ thì khi chúng ta tiêm kích kỳ xong thì ngưng 24 giờ, không có tưới nước. Sau đó chúng ta tưới nước lại bình thường, chăm sóc bình thường, không có cần phải cắt nước gì hết. Và trong quá trình đó thì anh chị nhớ là mình tiếp tục xịt 6-30-30 để hỗ trợ hình thành cho được nhiều mầm hoa. Và theo kinh nghiệm của một số anh chị em thì ở những cái nơi khí hậu mát mẻ thì từ lúc mà mình tiêm kích kỳ này cho tới lúc mà hoa nó trổ đẹp á, là 5 tuần. Mình thì mình ở Long An, và hôm nay mình cũng sẽ ghi nhận cái ngày mình tiêm kích kỳ lại luôn, để sau này mình có một cái lịch chuẩn để mình tạo một cái giò hoa đẹp để mình chơi Tết. Và hôm nay là ngày tiêm kích kỳ cho giò kiều này, hôm nay là ngày 7 tây tháng 12 anh chị. Và mình theo dõi coi là có đúng 5 tuần là nó sẽ trổ bông hay không. Thì đến thời điểm đó mình sẽ quay trở lại cái giò kiều này để chia sẻ cùng với anh chị về kết quả mà mình đã thực hiện. Và theo sự chia sẻ của anh chị em đã làm thì từ lúc mình tiêm kích kỳ mà cho tới trổ bông là 5 tuần. Thì hôm nay âm lịch ở dưới của mình đã là ngày mùng 1 tháng 11. Thì theo cái lịch đó thì anh chị có thể gia giảm số ngày để mà mình thực hiện kích bông mà những cái giò kiều của mình ở nhà, để mình có những cái giò hoa đẹp mình chơi Tết. Thì bây giờ cái giò kiều này mình sẽ lựa những cái thân nào mà nó già rồi và nó có những cái mắt ngủ sưng lên á, thì mình sẽ tiêm cách cái mắt ngủ 1 phút. Ví dụ như một nó có một cái nóng gì thì mình tiêm xuống cỡ ở vị trí này. Vị trí này anh chị thấy nó có một cái mắt ngủ u lên, thì cỡ giữa lóng như thế này thì mình sẽ tiêm kích kỳ vô ha. Mình sẽ dùng một cái vật nhọn sắc bén, mình khoan một cái lỗ nhỏ. Rồi, sau đó mình sẽ tiêm kích kỳ vô. Có một số anh chị thì người ta đầu tư luôn cái bộ khoan rồi ống chích. Xong một hồi mình mới
mới bôi keo liền da cây lên. Ở đây là mình đang sử dụng Kiji, Kiji Pro 80.000 không? Một số anh chị thì không có khoan tim như mình, mà anh chị sẽ dùng một cái dao cạo, một cái dao cạo thật là sắc, xong rồi mình sẽ cạo ngay chỗ cái mắt ngủ mà nó sưng lên đó, cái mắt ngủ mà nó sắp ra vòi hoa mà nó sưng lên đó, cái anh chị cạo cái lớp sừng ở bên ngoài ra, cạo thật là nhẹ nha anh chị. Nếu mà mình cạo không có nhẹ nhàng đó, mà mình cạo phạm vào trong cái mắt ngủ thì khi mình chấm cái thuốc lên trên mắt ngủ đó, nó sẽ làm cháy và hư mắt ngủ thì không có ra vòi hoa được. Cho nên nếu mà anh chị nào sử dụng phương pháp cạo mắt ngủ chấm thuốc thì sử dụng con dao thật là sắc, nhẹ nhàng, và mình sẽ cạo cũng thật là nhẹ nhàng. Rồi sau đó mình sẽ dùng Kiji Pro mình chấm thuốc lên trên mắt ngủ đó. Thì nếu mà anh chị là sử dụng phương pháp đó thì nó không có gây sẹo cho cây. Thì ví dụ mình khoan cái lỗ và mình bôi keo liền cho cây vô thì nó cũng sẽ có cái sẹo. Nhưng mà phương pháp đó thì nếu mà mình làm không khéo thì nó rất là dễ cháy mắt ngủ. Còn nếu anh chị nào khéo tay, mình cạo nhẹ nhàng tiêm bôi thuốc vô thì ok. Thì cái này em cũng biết nhiều, em chia sẻ nhiều ha anh chị. Anh chị nào có cách nào hay hơn thì anh chị có thể comment bên dưới chia sẻ cho anh chị em chia lan. Kiều mình cầm trên tay cũng rất là nhiều mắt ngủ luôn. Hôm nay là 7 tây tháng 12. Khi nào mà nó bắt đầu có vòi rồi mình sẽ quay trở lại một lần nữa cho các anh chị xem kết quả, và đến ngày nó trổ bông đẹp mình cũng sẽ quay một lần nữa. Nãy giờ em để xa quá, không biết anh chị thấy được không?
Giờ em để gần lại ha, khoan một cái lỗ cách mắt ngủ một khúc nè. Rồi tiêm thuốc vô. Bữa nay là ngày mùng 1 tháng 11, là còn đúng 2 tháng nữa là Tết đó. Thì anh chị nào mà ở nhà mình có kiều đó, mình canh ngày mình kích để có hoa mình chơi Tết cho nó đẹp. Thì đầu tiên là anh chị chọn những cái cọng mà nó có mắt ngủ sưng lên rồi ha. Cách đó một khúc, các anh chị sử dụng khoan, hoặc là như em sử dụng một cái đầu nhọn sắc bén, mình khoan một cái lỗ nhỏ. Rồi sau đó mình tiêm Kiji vô. Và Kiji của em đang sử dụng ở đây là Kiji Pro. Anh chị có thể thay cái vật em đang xài bằng ống chích. Sau khi mình tiêm Kiji vô rồi, mình để một hồi cho ngấm thuốc rồi đó, cái mình sử dụng keo liền da cây á, mình trét những cái lỗ nãy giờ mình khoan kín lại đang cho nước nó không có xâm nhập. Sau đó là mình để 24 tiếng sau mình mới bắt đầu tưới nước và chăm sóc bình thường. Và trong quá trình đó mình sử dụng 6-30-30 để xịt thêm, để cho cái phát hoa nó hình thành được nhiều nụ hoa. Thì ngày kích hôm nay là ngày 7 tây tháng 12 ha anh chị, và em là ở Long An. Để sau này mình ghi nhận cái ngày này lại, sau này anh chị có thể là canh ngày để mà kích những cái giò lan kiều rừng như thế này, để Tết mình có những cái giò hoa đẹp, ngắm mấy ngày xuân cho vui. Nếu mà anh chị nó không thích khoan lỗ như em, sợ có sẹo như cây, thì mình cứ mua cái con dao mà dùng cạo chân mày của nữ đó, bén á, mình về ngay cái mắt ngủ sưng lên á, mình cạo thật là nhẹ, nhẹ tay thôi để nó không có phạm vô mắt ngủ. Nếu mà phạm á, mình chấm thuốc lên nó sẽ cháy mắt ngủ. Cạo nhẹ nhàng rồi mình cũng dùng kiwi mình chấm lên cái mắt ngủ đó. Anh chị sử dụng phương pháp nào cũng được hết. Vết khoan mà mình chấm thuốc khi nãy đó anh chị, mình chấm keo liền cho cây lên. Chấm như thế này. Rồi, keo vào chỗ khô, 24 giờ sau mới tưới nước ha anh chị. Rồi, theo thông thường anh chị đi trước đã chia sẻ đó, thì một giò kiều từ lúc mình bôi thuốc như thế này cho đến lúc trổ là 5 tuần. Thì anh chị có thể là canh ngày để mà mình kích lan của mình. Qua Lan Quang Minh xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Và nếu có gì không hay thì anh chị có thể góp ý thêm comment bên dưới để cho em và những anh chị yêu lan khác học hỏi. Và số điện thoại bên em là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tánh, thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Và nếu các anh chị yêu thích kênh Hoa Lan của em, các anh chị nhớ subscribe, đăng ký kênh cho em nhé. Cảm ơn anh chị.